Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Ở đâu xe rẻ, xe tốt, ở đó có Fuji Auto. Và bây giờ thì em chuyển sang cả ở đâu xe hiếm, xe lằng nhằng thì ở đó có Fuji Auto. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là một mẫu xe cực kỳ hiếm luôn. Đếm trên Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay luôn. Không phải vì dòng BMW 5 Series 5 đâu quý vị ạ. Vâng, mà nó là một chiếc xe máy dầu. Đấy quý vị các bạn, bao nhiêu tháng ngày đi những mẫu xe sang, đi những mẫu xe tiền tỷ, đi những mẫu xe bắt mắt, nhưng mà đố quý vị các bạn kiếm ra đâu được một mẫu xe mà máy dầu diesel đấy các bác nhá, cực kỳ hiếm luôn. Vâng, trước mắt quý vị các bạn em đang nói đến đó chính là chiếc BMW bản series 5 530i, sản xuất năm 2004, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Vâng, đây chính là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, biển số Hải Phòng 15A26254. Xe của một đại gia Hải Phòng, đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2007. Và chiếc xe này giá thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Hiện nay bên em Vũ Duy Auto đang bán với giá là chỉ 400 triệu đồng thôi. Có ngay một mẫu BMW Series 5. Nói chung là tất cả đồ chơi rồi các cái chức năng của nó thì cực kỳ hiện đại luôn. Quý vị bên có thể đánh giá bên ngoài của chiếc xe một vòng cùng em Fuji Auto. Sau đó ta cùng đi vào nội thất bên trong của chiếc xe để là xem chất xe như thế nào. Một chiếc xe Series 5 cực kỳ khỏe khoắn, bền bỉ, sử dụng máy 3.0, máy dầu. Nên là mức độ tiêu thụ dầu của chiếc xe này chỉ rơi vào tầm khoảng 8 đến 10 lít trên 100 cây. Một mức tiêu thụ khá là lý tưởng, tiết kiệm hơn rất nhiều so với dòng máy xăng. Vâng. Những ai thích dòng xe sang mà máy dầu thì đây là một cơ hội cho quý vị các bạn luôn. Hàng độc, hàng hiếm. Vâng, còn riêng con này thì đồ nghề sửa chữa thì thoải mái luôn quý vị nhá. Đồ đạc thay thế rất là nhiều luôn, thoải mái. Vâng, một mẫu xe phân khúc hạng D, xe sang BMW Series 5 rất là đẹp luôn. Đang có mặt tại Fuji Auto. Đấy, hàng hiếm, hiếm luôn nha quý vị ạ. Những ai mà yêu thích cái dòng xe sang mà chưa không dám chơi cái dòng xe xăng thì đây là dòng xe dầu khá là ngon luôn. Vâng, một chiếc xe sử dụng máy dầu. Tuy nhiên là riêng máy dầu thì âm thanh của nó cũng hơi to hơn so với máy xăng một chút. Tuy nhiên được độ bốc, độ đầm thì cũng khá là tốt. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn vào sơn si bên ngoài của chiếc xe cùng em Fuji Auto vừa nãy rồi. Vâng, rất là đều luôn. Đèn của chiếc xe đã sử dụng công nghệ đèn pha. Projector cực kỳ bóng sáng luôn, góc mở theo hướng lái. Đấy quý vị nhìn nhá. Và đèn nó được tông lên tông đen, mở đen. Đèn gầm này, quý vị nhìn này, đèn gầm sử dụng công nghệ bóng halogen. Đấy, phần đèn, phần cản trước của xe thì cũng tương đối khá là đẹp. Cam kết cho quý vị các bạn là xe không có đâm đụng, tai nạn nặng, không ngập nước, máy số chạy cực mượt luôn nhá. Vâng, bảo hành cho quý vị các bạn luôn. Đấy, thưa quý vị các bạn thực sự là yên tâm. Cảm biến lùi thì gắn đầy xe, cũng như là cảm biến tiến thì trước thì gắn nhiều quanh xe luôn. Nên là rất là yên tâm khi mà đi vào những khu vực chật hẹp. Có cả phần phun nước rửa đèn luôn quý vị nhá. Vâng, chiếc xe được trang bị tận răng công trình. Đấy. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn nắp capo của xe thì có thể đánh giá được về chất của xe. Đấy. Thế còn lốp thì con này sử dụng 4 quả lốp Michelin Pilot Sport 4. Đấy, quý vị các bạn nữa thì nhìn là lốp láp thì vẫn còn rất là ngon. Lốp 245 vành 17. Vâng, vành 17 và 4 quả lốp Michelin này thì đều là lốp 2019. Đấy, rất là mới luôn. Vành la răng 5 chấu thể thao, logo BMW nổi bật luôn, và phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn. Cua lốp thì vẫn còn tương đối khá là sạch sẽ. Vâng, con này được chủ cũ giữ gìn rất là cẩn thận luôn và nằm gara cũng khá là lâu rồi. Nằm gara nhà bác ấy cũng lâu lắm rồi chả đi. Và chiếc xe mới lăn bánh được có 10 vạn thôi nhá, 10 vạn zin luôn. Hạn đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021 được các bác ạ. Vâng, 2021 tháng 5. Và quý vị các bạn có thể cùng em Fuji Auto đánh giá này. Kính của xe này, kính BMW zin luôn này. Đấy, hàng đẹp rất là nét luôn. 2004, đăng ký lần đầu năm 2007. Gương kính điều chỉnh điện nhá các bác nhá. Vâng. Và chưa thiếu một cái là chưa được gắn gương cái chống mất trộm gương. Thế còn đâu thì cửa nẻo thì đóng rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác nghe này. Đấy, cái tiếng đóng cửa nó phập cái nghe cũng đã sướng rồi. Nội thất bên trong của xe thì tông màu chủ đạo là màu đen. Thế còn phần da này sờ rất là mềm luôn. Toàn bộ của xe sờ đều là bằng da hết.
các cái phần nhựa cũng rất là vân sần của nó còn nguyên luôn. Kính điện các thứ lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường, các chức năng hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, bản lề đây quý vị này. Bản lề này. Đấy. Keo chỉ này. Rồi ốc này các bác nhìn này, đấy, tai keo chỉ này. Nó còn nguyên luôn, vì căn bản là đúng 10 vạn zin. Xe đẹp để gara không đi đâu mấy, lâu nay là không đi đâu luôn. Thế nên là đi rất là ít. Thế còn phần nội thất bên trong của xe thì sử dụng nội thất ghế da, điều chỉnh điện 8 hướng này, xong rồi nội thất gầm dưới là trần nỉ này, cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng, sạch sẽ. Tuy nhiên là có cái phần để chân này là hơi bị củ chuối tí, không phù hợp mẫu xe sang này. Các bác mua về thì có thể làm thêm một tấm nỉ quá là đẹp. Thế còn bản lề là các bác này, không có một vết cậy mở ốc ác này nhá, rất là đều đẹp, sơn zin của xe luôn. Đây quý vị nhìn này, sơn zin rất là đẹp lì luôn này. Một chiếc xe mà có cả cửa nóc luôn, các bác biết là chất của xe nào. Cái cửa thì đóng mở rất là êm khít, điện đóm đầy đủ, chả thiếu cái chức năng gì cả. Đấy, tapi tapiếc các thứ thì sạch sẽ, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. À, con này tí em kiểm tra lại, chưa không thấy xuống, cái này nút rồi có vấn đề rồi, tí em kiểm tra lại cho quý vị các bạn. Vâng, nói chung là em bán cũng có sao thì bán vậy thôi, nhiều lúc là cũng có sơ sót nên là một số bác là cũng ý kiến. Thế nhờ các bác cũng thông cảm cho em Fuji ô tô. Đấy, còn keo chỉ đây các bác nhé. Đấy, keo chỉ này, răng cao su này. Rồi răng chống ồn cũng như răng cao su thì rất là nét luôn. Các cái phần nỉ của răng chống ồn rất là đẹp. Đây quý vị này. Đấy, lì luôn này. Đấy, rất là đẹp. Cột keo keo chỉ thì cam kết cho các bác là nét căng từng cm nha các bác nhé. Thế các bác yên tâm. Thế còn nội thất bên trong, nội thất của các đại gia ngồi đằng sau thì cũng khá là rộng rãi. Phần để chân cũng thoáng đãng luôn. Và con này thì có cả điều hòa vùng trước vùng sau, lại còn ở trên nữa, cả dưới lẫn trên. Rồi điện đóm đầy đủ luôn. Đấy, cửa nóc là một mẫu xe sang, hàng hiếm. Vâng, rất là hiếm luôn. Quý vị các bạn cứ nói là bảo là đầy, đố quý vị các bạn tìm đâu ra. Vâng, một chiếc xe để ở gara cũng khá là lâu rồi. Và bây giờ thì đang có mặt tại Vũ Di Auto. Đấy, một mẫu xe tiền tỷ. Bây giờ con này mua mới thị trường là 2 tỷ. Thế nhưng mà cả thuế má các thứ vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 2 tỷ 3, 2 tỷ 4. Thế nhưng mà đây, tại Vũ Di Auto chỉ có 400 triệu thôi. Một mẫu BMW Serie 5, 530i. Và cam kết cho quý vị các bạn là không phải nghĩ ngợi gì nhá. Máy số các thứ chạy cực mượt luôn. Bảo hành cho quý vị các bạn luôn. Nên quý vị các bạn cực kỳ yên tâm. Đấy, thế còn keo chỉ này, không mất một phân ni nào luôn. Sơn zin của hãng. Đấy, nỉ zin, nỉ đẹp. À, quý vị các bạn nó chỉ nhìn là cái phần đồ này. Quý vị đánh giá cái này thì quý vị biết là xe nó có dùng mấy hay không này. Đây là quý vị này. Đấy, đồ đẹp luôn. Đấy, hộp cứu hộ này. Rồi cam cảnh báo này. Đấy, bước cảnh báo. Đấy các bác nhìn nhá. Rất đầy đủ và chả thiếu cái gì. Đấy, hàng đẹp. Số má rõ ràng. Đấy, xe toàn để đấy thôi. Đấy, cái nội thất nỉ bên trong của xe này các bác nhìn này. Nội thất nỉ bên trong khoang xe rất là đẹp và sàn dưới đấy các bác nhìn nhá, sắt xi sắt chiếc lỗ tròn đều luôn. Đấy, không có một chút lỗi lầm gì luôn. Đấy. Còn không gian để đồ phía dưới là đặc biệt là lốp sơ cua thì gần như là lốp mới để lâu, nó han mục một chút thôi, còn đâu ta lông vẫn còn nguyên nhá. Ta lông này các bác ơi, ta lông còn nguyên này. Này lấy nét này. Đấy các bác nhìn nhá, ta lông còn nguyên răng này này. Đấy. Lốp của xe là lốp 135 30 vành 17 đấy. Và em đang đi tìm cái 5 lốp, nhưng mà cam kết cho các bác là các bác chuẩn luôn là lốp zin theo hãng luôn. Đấy. Thế còn đây đồ nghề kích trước các thứ đầy đủ luôn nha các bác nhá. Kích của dòng CD5 là nó rất là lạ so với các dòng bình thường khác. Đấy các bác nhìn đồ nghề đầy đủ, gầm sàn không có mục mọt gì nhá. Gầm sàn khô căng không có mục mọt, không có biến dạng gì cả. Đấy các bác nhìn nhá. Một con xe rất là đẹp luôn, hàng hiếm, đang có mặt tại em Vũ Duy Auto. Vâng, với cái giá thì vô cùng tuyệt vời, chỉ có 400 triệu thôi. Đấy, đèn đóm này, đèn đua các bác nhìn này. Đấy, cân đối hài hòa, cản sau này. Đấy các bác nhìn nhá. Cản sau camera cảm biến lùi gắn hoàn toàn bình đầy luôn. Đó, chiếc xe rất là nét. Lốp lap thì dày dặn, 4 quả lốp led căng 2019, phanh đĩa kết hợp với vành la răng thể thao cực kỳ là khỏe khoắn, bền bỉ. Tí ta sẽ đi con xe này để cảm nhận về chất xe. Đấy, thế còn đây, nội thất này.
Đấy, các bác nhìn này, nội thất rất là đẹp luôn. Xịn sò, tapi tapiếc sạch sẽ. Đấy, gioăng cao su này, zin nét đẹp luôn, keo chỉ này. Đấy, không mất một phân ly nào. Rồi gioăng cao su thì nét căng, không có cũ mòn nha các bác nhá. Đây là gương chiếu hậu xịn của xe này, còn cái bên kia là bị thay rồi. Cái này là gương chiếu hậu xịn, nó cái thứ nhất là nó màu xanh, cái thứ hai là nó có đường căn. Đấy, cái đấy là đặc điểm này dễ nhận biết nhất các mẫu gương chiếu hậu xịn của hãng. Còn cái kia là chắc bị va chạm nên là nó đã phải thay, cái đấy thì không tránh khỏi. Đấy các bác nhá. Thế còn đây, keo chỉ này, từ 2004 giữ được như này quá là tốt rồi. Các bác cũng không thể cầu kỳ hơn được, rất là khó. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Cái nút kính bên kia là có vấn đề, cái đấy tí em sẽ kiểm tra. Còn đâu kính điện lên xuống bình thường các bác nhá. Vâng, đấy rất là đẹp đều luôn. Và điều chỉnh gương chiếu hậu này hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, điều chỉnh gương chiếu hậu rất là nét luôn. Đấy, còn đèn của chiếc xe thì các bác có nhìn đèn có các chế độ tự động rồi điều khiển điều chỉnh các thứ đầy đủ luôn đấy các bác nhá. Đấy, con này thì xi nhan kết hợp với các chức năng gảy đèn, rồi cruise control này, cruise control điều khiển vô lăng chỉnh 8 hướng luôn đấy các bác nhá, lên xuống trái phải trước sau nhìn này. Đấy, đang lên đấy. Vâng, hạ xuống này. Đấy, rất nhiều chức năng, điều khiển điện 8 hướng luôn. Đấy, thế còn nội thất bên trong của con này thì cũng khá là đơn giản, cũng không có gì. Các bác nhìn cái phần tai của xe thì các bác biết chất xe như nào. Toàn bộ tai của xe đều như thế này luôn. Đấy, toàn bộ luôn nhé các bác nhá. Các bác nhìn này, toàn bộ xe tai của xe đều như thế này luôn. Đều cả bốn cánh luôn. Đấy, nội thất ghế da điều chỉnh điện, da của xe là da zin. Da rất là chắc chắn luôn, da đẹp, da xịn sò của châu Âu, tiêu chuẩn châu Âu luôn. Ghế điều chỉnh điện 8 hướng này, lên xuống trái phải trước sau này. Đấy, xong rồi các bác nhìn này, ghế nhớ hai vị trí nhá. Nó còn vô lăng của xe thì tay vô lăng. Con này thì có túi khí. Thế nhưng mà hôm qua em về xong rồi bác ấy bảo là mới đi kiểm tra lại chứ đâm đụng thì em kiểm tra là không vấn đề gì rồi, là không túi khí còn nguyên. Thế nhưng mà nó đang cảnh báo túi khí. Đấy, cái này sẽ kiểm tra lại. Còn các phím tích hợp này và có điều khiển giọng nói nha các bác nhá. Logo thì cực kỳ đẹp luôn. Con này to, còi khá là to. Thế còn đồng hồ hiển thị là 10 vạn. Đấy. Đồng hồ rất cơ bản thôi. Dòng máy diesel các bác nhớ nhá, máy diesel. Màn hình hiển thị xịn sò của hãng này. Đấy, nó đang cảm biến túi khí thì cái này tí em kiểm tra lại. Đấy, cũng không có gì. Các phím tích hợp, gạt mưa, gạt miếc các thứ thì ngon, êm, nước nôi phun phè phè. Đấy, gạt rất là sạch luôn. Đấy. Cái màn hình này thì nó cũng mới lạ nên là cái này em cũng sẽ nghiên cứu và tham khảo thêm. Thì các bác cũng thông cảm. Đấy. Cái này tí nữa em kiểm tra lại. Đấy, thế còn cái phần này, điều hòa thì điều chỉnh cơ. Con này điều hòa điều chỉnh cơ thôi chứ không tự động. À, có một nút tự động đây. Tự động này điều hòa điều chỉnh tự động các bác nhá. Ấn một nút này thôi. Lấy gió tự động. Đầu đĩa này, cắm đĩa vào cái DVD hay là CD nghe nhạc cái đấy. Thế còn có cả chế độ sấy ghế này, thổi gió cho ghế này, rồi cảm biến này. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy. Thế còn đã các phím chức năng tích hợp ở trên này. Đây. Thì bằng núm vặn, đúng là đời cao. Bây giờ đời cao nó sẽ hay dùng cái này. Đấy, đời cao thì hay dùng cái phím điều chỉnh này, cũng khá là hiện đại. Đấy, học đồ thì ở đây nó hơi chìm và cũng hơi cao. Đấy, lỉ liếc các thứ sạch sẽ. Học đồ này, tapi tapiếc các thứ thì sạch sẽ luôn nha các bác nhá. Bây giờ ta đèn nổ chiếc xe, sau đó ra khoang máy của chiếc xe. Cruise control thì điều khiển rất là dễ dàng thôi, chỉ bằng nút ấn thôi. Ga tự động thì sẽ là rất dễ dàng sử dụng luôn. Em đèn nổ này. Con này còn có cả cảm biến báo bao nhiêu cây thì hết dầu nha các bác nhá. Vâng. Cứ hay lỡ mồm máy sao. Đấy, để phát nổ ngay các bác ạ, mà máy thì rất là nhẹ nhàng, vòng tua 700. Vòng tua 700 tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cần số thì trông khá là phong cách. Đấy, tay phanh. Còn cái dòng này nó tay phanh. Tại này nó chưa có phanh điện tử các bác nhá. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, đang có mặt tại Vũ Duy Auto với cái giá vô cùng tuyệt vời. Chỉ có 400 đã có ngay một chiếc BMW Serie 5 cực kỳ đẹp rồi. Đấy, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của con BMW Serie 5. Chiếc xe sử dụng động cơ dầu 3.0. Máy rất là tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, mô men xoắn lớn và với cái
cam kết cho các bác là bảo hành cho các bác máy móc cho là bác yên tâm nhá. Còn các bác đi lâu dài thì em không dám cam kết đâu, nhưng mà đi thời gian đầu em sẽ cam kết cho các bác để đảm bảo cho về chất của các bác. Thế còn đây các bác nhìn này, đèn đóm này cân đối hài hòa, không có đâm đụng nhá. Các bác nhìn cái tai đèn của xe thì các bác biết chất xe như thế nào. Không có hề một chút đâm đụng nào luôn. Các cái phần ốp trước của xe còn nguyên, ốc còn nguyên, hãng đẹp. Đấy các bác nhìn này, vâng, hàng hiếm luôn. Đấy, rất là hiếm luôn. Đấy. Keo chỉ mượt mà. Cái dòng này thì nó ốp trực tiếp hai cái tấm mặt trên mặt dưới với nhau nhá. Đấy các bác nhìn này, cân đối hài hòa, không có đâm đụng nhá. Đấy, xe rất là đều luôn, đều xe luôn. Đấy, máy dầu chạy cực mượt và có turbo. Đấy, ở đây các bác nhìn. Đấy. Đấy, phải nói là con này máy khá là chất, chạy cực chắc tiếng luôn. Đấy, một chiếc xe nét lừ. Đấy, máy đây cũng phanh ABS này, rất rõ ràng. Đấy, ắc quy ắc tiếc thì ở đằng dưới. Đấy, hạ cốp rất là êm. Với cái giá chỉ có 400 đã có ngay một chiếc xe máy dầu, sedan máy dầu nhá các bác nhá, cực hiếm luôn. Nội thất rộng rãi, một mẫu sedan phân khúc tầm cao khá là chắc. Và bây giờ ta đi cùng em Fuji Auto về cửa hàng để đánh giá. Cửa nóc đầy đủ các bác nhá, chả thiếu cái mẹ này. Đấy, cửa nóc hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, bây giờ ta sẽ đi chiếc xe này về cửa hàng để đánh giá. Đấy, hạ phanh, kéo cần số. Rồi, đi chiếc xe về. À quên, gầm đã. Gầm sàn con này đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Gầm này. Đấy, các bác nhìn này, gầm thấp nhưng mà rất là đẹp luôn. Đấy, gầm rất là đẹp luôn. Bên kia cũng thế nhá, em phải quay thế thôi. Vâng, gầm đẹp chả tốt gì em không quay. Đấy, một chiếc xe đẹp lét căng. Thích hợp cho các bác nào thích xe xịn sò đẹp căng. Đấy, và đấy, máy dầu chạy cực mượt luôn. Vòng tua cũng khá là cao. Đây các bác nhìn này. Đấy, xe thì nói chung là tương đối khá là nét. Đấy, độ vọt cũng khá là được luôn. Đấy. Đó. Máy móc chạy cực ngon, êm chất. Đấy. Còn nuôi con chó nữa, đi đường trường quá là ngon rồi, không phải nghĩ ngợi gì cả. Và đấy, quý vị các bạn những ai mà yêu thích cái dòng xe máy dầu, xì đa máy dầu mà tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ và hàng hiếm thì đây là một lựa chọn cho quý vị các bạn luôn. Với cái giá vô cùng yêu thương, chỉ có 400 triệu đã có ngay một mẫu xe rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn nhé quý vị nhá. Đi lăn bánh mới được có 10 vạn thôi, tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ, chất chắc. Và chiếc xe thì đang có mặt tại Fuji Auto tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Những ai mà yêu thích cái dòng xe này thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng sẽ rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Và cái dòng này thì em ý là em về sẽ kiểm tra một số cái chức năng, như ví dụ như cái cánh đằng sau bên phụ kia là ở đấy là không lên được kính, thì cái đấy em sẽ kiểm tra. Còn bên này thì lên kính bình thường. Đấy, hạn đăng kiểm chiếc xe còn rất là dài, đến tháng 5 năm 2021. Tha hồ đi, tha hồ thoải mái. Đấy, một chiếc xe tiền tỷ mà bây giờ mới có 2 tỷ mà với cái giá thị trường bây giờ của em Fuji Auto, chiếc xe này chỉ có 400 triệu thôi. Rẻ quá là quá rẻ rồi. Đấy, rất là mượt luôn và vọt luôn. Cái dòng này đi rất là vọt. Đấy, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý. Đó, xin chào. Đấy, phải nói con xe mượt thật. Đấy, quý vị các bạn nhìn nhá, một chiếc xe máy dầu rất là nét và đẹp luôn.